cúi lạy 10 phương Phật, cúi lạy 10 phương Pháp, cúi lạy 10 phương Tăng. Vì nhiều kiếp vô minh không biết đạo, con đã gây ra nhiều tội lỗi máu tươi, sát sanh hại vật nuôi thân thể, có khi sân giận khởi ác tâm, giết hại luôn hàng nghìn sanh mạng. Rồi những khi nương rẫy khai hoang, thấy chúng sinh xây nhà xây tổ, liền động lòng sanh tâm tham phú, phá tan cả nhà ở của chúng sanh, cướp lấy đi công sức đắp bồi, lại bắt lấy những con non bồi bổ, khiến cho chúng lâm vào cảnh tang thương. Đám cưới tiệc tùng hay mừng thoát cửa tử, sanh nở thôi nôi ngày sinh nhật, ngày lễ đám ma luôn cả ngày thường nhật, đều dùng mạng chúng sinh tổ chức, đâu nghĩ đến cũng đều là mạng thân. Con biết đau họ cũng biết đau, họ bị giết như bao tầng địa ngục, chọc huyết chặt thân rồi thiêu đốt, lột da chặt đầu mổ bụng đáng thương thay. Tội lỗi kể muôn đời không hết, chánh niệm nay đã khởi trong con, một lòng con cầu xin sám hối, xin Thế Tôn thương xót chỉ cho, xin các vị chúng sanh từ bi tha thứ. Nguyện từ nay cho đến nhẫn về sau, con thật lòng chuộc lỗi ăn năn, nguyện vun đắp lòng từ bi ai mẫn, nguyện trồng căn lành đô phước thiện, bù đắp lại lỗi lầm với chúng sanh. Mong các vị được về nơi an lạc, tha thứ cho con kẻ vô minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.